Tác giả Oda đem mượn thần thoại Bắc Âu để giải mã nguồn gốc của trái quỷ tự nhiên ngay tại Ubat. Chào mừng các bạn đã quay trở lại bằng hải tặc Bình Red. Nếu các bạn đã xem qua những gì xuất hiện ở phần mở đầu của Ubat trong chapter 1127, xem đơn thuần thì chẳng có một cái điểm gì được gọi là đặc biệt, nên chưa có nhiều tiết lộ hấp dẫn. Tự nhiên các bạn cần phải xem xét kỹ lại để thấy được Ubat là một hòn đảo mà tác giả Oda đã lấy cảm hứng chính từ thần thoại Bắc Âu, nơi có rất nhiều điểm liên kết. Đặc biệt là các sinh vật tại Ubat được coi là những vị thần, khi một con thỏ được gọi là nhĩ thần, một con mèo có thể đội chiếc vương miện và mang áo tròn hoàng gia. Hơn nữa, những mảnh Lego xuất hiện sẽ dẫn đến các tòa nhà và lâu đài tại Ubat có ý nghĩa gì? Mình nghĩ rằng các bạn hãy pha một cái ly cà phê đi nào, rồi chúng ta sẽ cùng ngồi xuống đây thưởng thức và phân tích những ẩn ý sâu xa chapter 1127 này. Cảm ơn các bạn vì luôn dành ra chút thời gian quý báu của bản thân để xem video của mình. Giờ thì và luôn cho nắm nha. Đầu tiên, các bạn cần phải thấy được sự đặc biệt trong cái tên của hòn đảo Ubat. Oda thường có một cách chơi chữ rất thú vị và lần này sẽ là cách đảo chữ. Ubat được đảo ngược lại sẽ là Fable. Fable là một thể loại trò chơi điện tử nhập vai hành động. Trên rất nhiều trang bìa thì tác giả Oda đã dành cho các thành viên trong băng mũ rơm hóa thân thành các nhân vật ở trong các tựa game. Ví dụ ở trang bìa này, Usopp và Nami đang chơi một thể loại game nhập vai hành động và trong đó Luffy đóng vai Ken trong game Street Fighter, Jinbei trong game Mario. Khởi đầu của Ubat cũng là một thể loại trò chơi như vậy. Nhìn vào những khối Lego, các bạn sẽ liên tưởng một loại game cực kỳ thịnh hành giai đoạn này, chính là Minecraft. Những người chơi có thể hóa thân thành bất cứ một nhân vật nào trong vô vàn trò chơi trong Minecraft để quẩy hết mình. Game Minecraft được lập trình dựa trên những mảnh ghép Lego, tạo ra rất nhiều thử thách cho người chơi. Và không hề ngẫu nhiên mà tại Ubat, nhóm của Luffy được bắt đến đây, đặt ngay tại một nơi được xây dựng từ những mảnh ghép Lego khổng lồ trên hòn đảo. Dù trước đó kiến trúc được thấy là những tòa nhà làm bằng cây gỗ kiên cố. Nami cũng được thay đổi luôn cả trang phục của mình và chính bản thân cô ấy không hề hiểu ai đã thay nó. Thú vị là Nami không sử dụng kiếm, nhưng cô vẫn được trang bị kiếm, hay là Sanji cũng vậy. Zoro hay Usopp cũng không bị tước đi vũ khí của mình, cho dù mỗi thanh kiếm của Zoro có giá trị vô cùng cao, bén một thanh thì chắc cũng khá khá. Đủ hiểu được việc ai đó bắt nhóm Nami lên trên đảo không phải vì mục đích thủ tiêu, bén họ để đổi lấy tiền thưởng, mà là để họ vượt qua được những thử thách ngay chính tại Ubat này. Vì thế, kẻ đứng đằng sau phải có đủ khả năng sức mạnh mới dám để một bằng tử hoàng cho trò chơi nhập vai, thiếu như cái tên Fable khi đấu nghịch lại của Ubat. Liên tục là sự xuất hiện của các sinh vật với kích thước to lớn, điều mà chúng ta thường thấy trong các tựa game nhập vai. Bất kỳ một con thú nào để trở thành chướng ngại thì cũng phải được phóng đại kích thước của nó lên đến mức khổng lồ. Lũ ong, con thỏ, con nhím và cả một con mèo có khả năng hóa thành sư tử. Lũ ong được người khổng lồ gọi là Stingermon và dường như đây là một cách chơi chữ ghép của tác giả Oda. Mình thật sự không thể tìm ra được ẩn ý đằng sau cách gọi này. Sẽ nghiên cứu thêm để gửi đến cho các bạn ở video sau à. Chúng ẩn náu tại khu rừng Ubat và có sức mạnh khá là lớn. Ong là loại khả năng giết chết người với kích thước bình thường rồi. Rõ ràng với cơ thể khổng lồ của nó thì chuyện đó là dễ dàng hơn. Và tiện đây, chúng ta cũng sẽ đề cập một cách chơi chữ khác nữa của Ubat. Nếu chuyển sang Fable là một loại trò chơi nhập vai hành động, thì Fable ở đây cũng được hiểu là chuyện ngụ ngôn. Oda sử dụng một câu chuyện ngụ ngôn của Aesop, một nô lệ và cũng là người kể chuyện Hy Lạp cổ đại trước công nguyên. Mình sẽ chỉ cho các bạn thấy nó liên kết như thế nào. Có một câu chuyện ngụ ngôn của Aesop được kể lại như sau. Khi con ong chú đến gặp các vị thần, nó mang theo cả tổ ong với rất nhiều mật tặng cho họ. Thần Zeus vui mừng trước lễ vật nên đã cho nó một điều ước. Con ong muốn thần Zeus hãy ban cho nó một cái vòi để tự bảo vệ thành quả của chính mình. Nó có thể đốt chết người từ chiếc vòi khi bị xâm phạm. Vì đã lỡ hứa với con ong chú, nhưng thần Zeus lại cảm thấy rất yêu thương loài người và nhận ra chỉ lấy một ít mật ong mà mất mạng thì là sự thiếu công bằng. Nên nó đưa ra phương án, nếu một người nào đó đến lấy mật ong thì con ong sẽ có thể dùng chiếc vòi của mình đốt họ. Tuy nhiên nên nhớ rằng nếu như đốt chết một người thì mất chiếc vòi đó, con ong cũng sẽ chết theo. Và đó là câu chuyện ngụ ngôn. Còn theo khoa học ngày nay thì vòi là kim của ong gắn liền với phần ruột. Khi mất đi kim thì ruột của ong cũng bị đứt ra và nó sẽ bị chết ngay sau đó. Trở lại với câu chuyện ngụ ngôn này, tại sao mình đưa nó vào phân tích? Các bạn sẽ thấy được Nami có một phần linh hồn bích mâm được đặt tên là Zeus, hay chính xác hơn là thần Zeus. Nó chính là người đánh thức Nami dậy trong lâu đài Lego. Và trước tới 1127 này, chính Zeus cũng đã hạ gục một con ong trước mặt của Nami. Nó cũng đồng nghĩa thần Zeus ban cái chết cho con ong khi nó muốn đốt người khác. Nếu chỉ là một câu chuyện thì không có gì đáng đề cập, nó có thể được xem là sự trùng hợp. Nhưng còn các câu chuyện ngụ ngôn khác sẽ khiến các bạn ngạc nhiên hơn nữa. Tại Ubat, có một con thỏ khổng lồ được gọi là nhĩ thần. Nhưng đáng tiếc con thỏ này chưa kịp nhìn thấy hình dạng ra sao, đã bị nhóm Luffy đi ra đập chết, nướng lên làm bữa ăn rồi. Và chính Luffy còn khen thịt con thỏ này ngon thấy mồ phải không nào. Cái chết của con thỏ cũng được kể lại trong chuyện ngụ ngôn Jataka của Ấn Độ như sau. Khi thần Sakra kể chen là một ông lão ăn xin đối khác, than vãn với các sinh vật sống trong rừng. Bọn chúng mang cho máy rất nhiều thứ khác nhau. Con rơi cá mang cho máy một con cá, con khỉ mang cho máy một trái xoài. Riêng con thỏ thì không có bất cứ thứ gì để cho ông lão ăn, nên nó tự nguyện hy sinh, nhảy vào trong đám lửa để làm thức ăn cho máy. Cảm động trước tấm lòng của con thỏ, thần Sara đưa tay vào trong đám lửa kéo con thỏ ra mà không có chút tổn thương nào.
Vị thần này cũng lấy hình ảnh con thỏ để khắc lên trên mặt trăng, nên khi nhìn lên trên đó sẽ thấy được hình dạng của một con thỏ. Theo nhiều truyền thuyết khác nhau thì con thỏ cũng được sống mặt trăng, ví dụ như thỏ ngọc và hạng Nga của Trung Quốc. Con thỏ tại Ubat cũng được xem là một vị nhĩ thần rồi còn gì. Chưa hết, câu chuyện về con mèo đội chiếc vương miện cũng là câu chuyện ngụ ngôn của nước Anh mang tên là Vua Mèo. Câu chuyện này như sau: khi một người đàn ông đi đường nhìn thấy được chính con mèo đen có ngực đốm trắng khi một chiếc quan tài, và trên chiếc quan tài đó còn có một cái vương miện. Khi ông thắc mắc hỏi điều đó thì nhận được câu trả lời là vua mèo đã chết rồi. Ông ta mới vừa kể lại câu chuyện cho vợ của mình nghe, và con mèo nhỏ máy cũng nghe được nên nhảy cẩn lên nói rằng mình sẽ là vua mèo tiếp theo, rồi nó nhảy ra khỏi nhà chạy mất đi mà không tìm thấy nữa. Câu chuyện về lò mèo nhằm ám chỉ cái chết và sự tái sinh. Nó khá giống với cảnh Usopp bị con mèo đội chiếc vương miện tấn công, nặng đến mức mà Nami tưởng rằng Usopp đã toi, nhưng mà cậu ta thì vẫn còn sống. Và các bạn nên nhớ rằng miêu tặc là biệt danh của Nami. Còn một vài câu chuyện liên quan đến nhím và sư tử, nhưng mình tạm thời gác lại cái lý giải này. Mình muốn chỉ cho các bạn thấy rằng các sinh vật tại Ubat đều gắn liền với danh xưng của thần, chúng dường như được tôn thờ bởi những người dân tại đây. Sư tử cũng được trao quyền lực khá mạnh mẽ. Khi mà họ rơi xuống phía dưới sảnh của lâu đài thì có rất nhiều bộ xương được thấy xuất hiện trên mặt đất, đồng nghĩa con sư tử này thịt rất nhiều sinh vật khác nhau, và chiếc vương miện đó ám chỉ đây là một sinh vật tối cao được tôn thờ. Từ một con mèo có thể biến thành sư tử thì không còn nghi ngờ gì nữa ở năng lực của trái ác quỷ. Do sư tử được tìm thấy, nó được ăn bởi một con mèo tại Ubat. Mình thực sự cho rằng nguồn gốc trái ác quỷ chúng ta có thể khám phá ngay tại vùng đất thần thoại Ubat này, khi mà có sự xuất hiện của cây Yggdrasil, một loại cây kết nối chính thế giới trong vũ trụ theo thần thoại Bắc Âu. Lật lại chapter 129, các bạn sẽ nghe được Dory có nói: để vượt khỏi tay ta thì chỉ có con huyết xà thôi. Trong thần thoại Bắc Âu về cây thế giới cũng tồn tại hình ảnh của một con huyết xà. Và có lẽ nào huyết xà đó nằm tại Ubat, nó có một sức mạnh vô cùng ghê gớm mà đến hai thiên trưởng người khổng lồ cũng không thể nào bắt được. Và các sinh vật tại Ubat thoạt nhìn cũng không có quá nhiều sự khác biệt so với các sinh vật ở bên ngoài thế giới về chủng loài, nhưng khác ở chỗ là kích thước của chúng vô cùng to lớn. Ví dụ như nhĩ thần, một con thỏ mà đến cả người khổng lồ cũng nói rằng nó to hơn họ nữa kìa. Và cuối chapter 1127, chúng ta còn nghe được một tiếng gầm rú của sinh vật khổng lồ nào đó, chưa rõ là con gì, nhưng xem ra là một thử thách khá thú vị tiếp theo dành cho nhóm Luffy đây. Mình sẽ nói thêm một chút về thần thoại được áp dụng tại Ubat. Nó có khả năng liên quan đến nguồn gốc của trái ác quỷ. Trong thần thoại Bắc Âu thì các vị thần không hề bất tử, mà họ vẫn sẽ chết đi theo tuổi tác. Nhưng để giữ lại được tuổi trẻ vĩnh cửu của mình thì các vị thần này cần phải sử dụng một loại quả được tạo ra từ nữ thần Iduna, và nó chính là những quả táo ma thuật. Trước đây mình cũng đặt ra lý thuyết liên quan đến những quả táo, đó là lý do tại sao bất kỳ trái ác quỷ nào khi muốn tái sinh cũng phải cần hòa nhập vào trong một quả táo gần nhất, thay vì gọi nó là trái cây gần nhất. Trong lòng muốn giết chết Smiley thì Caesa thu hồi lại trái quỷ của nó từ một vỏ táo đặt gần đó. Vậy tại sao lại là trái táo mà không phải là một trái gì đó khác phải không nào? Đến cả việc Caesa sử dụng một loại cây để hấp thụ hợp chất sát hình thành nên trái quỷ nhân tạo thì vẫn là một vườn táo chứ không phải là cây nho hay là cây ổi gì đó. Như anh em đặt ra câu hỏi ngây ngô là tại sao hình dạng trái quỷ của Kaku lại là một trái chuối trong khi mình nói là táo? Chứ đó không phải là trái chuối mà là trái quỷ hình trái chuối. Cũng giống như trái kỳ nhâm của Smiley, linh hồn trái quỷ này nhập vào bên trong trái táo để biến đổi ra một cái trái gì đó khác, nó không còn là hình dạng trái táo nữa. Nên từ một trái táo biến đổi thành trái quỷ có hình trái chuối, mang cục hay là trái cherry, lựu đạn gì đó thì nó cũng là trái quỷ chứ không phải là trái đó biến ra. Các bạn phải phân biệt được hình dạng trái quỷ chỉ được mô phỏng từ các loại trái cây khác nhau trong thế giới thật, chỉ là một số, chứ chẳng hạn như trái UO của Kaido, nó có giống với trái nào đâu, nó chỉ đơn giản là trái quỷ mà thôi. Vậy nên tại Ubat, các bạn dường như sẽ thấy được sự kết nối rất lớn giữa trái táo và việc hình thành nên trái quỷ tự nhiên từ một cây táo khổng lồ chẳng hạn. Nếu người tí hon bị Caesar lợi dụng khả năng trồng trọt bậc thầy của họ để tạo nên trái quỷ nhân tạo Smile, thì tại sao chúng ta không nghĩ người khổng lồ trồng nên trái quỷ tự nhiên, phải không nào? Đó là sự khác nhau về chủng tộc, nhưng liên kết lớn về năng lực của họ, và đặc biệt là tại sao Ubat lại có một cây khổng lồ được thấy từ xa, nó là cây gì thì mình giải thích ở cái video này rồi, các bạn có thể xem lại ha. Vì sao râu đen sở hữu được hai trái quỷ? Hãy tạm thời gác câu hỏi này xem một bên, vì có một cái điều quan trọng hơn là làm sao để râu đen có thể lấy được trái quỷ Gura ra khỏi cơ thể của tứ hoàng râu trắng ngay sau khi ông chết. Mình muốn các bạn hãy chú ý đến Smiley, một loại khí độc H2S ở bên Hazard được sản sinh ra do vụ nổ ở bên Hazard. Lisa đã cô đặt loại khí này lại rồi cho nó sử dụng một trái quỷ có tên là Sarasaranomi mờ đồ kỳ nhông. Ở chapter 675 và 676, Smiley đã ăn phải một viên kẹo mà Caesar mang đến với mục đích là giết nó để biến con kỳ nhông Slim trở lại làm khí độc H2S để thực hiện một cuộc thảm sát. Hãy nhìn kỹ cách mà trái quỷ Sarah tái sinh. Linh hồn của trái quỷ này đã tìm đến một loại trái cây gần đó để tái sinh trở lại hình dạng trái quỷ ban đầu của nó. Nhưng đó là một trái táo chứ không phải là bất kỳ một trái nào khác cả. Vậy vì sao nó là trái táo? Trái táo là một loại trái cây rất đặc biệt trong tự nhiên và mang đến một sự tái sinh liên quan đến trái quỷ tự nhiên.
Khi Caesar tạo ra những trái Smile thì hắn đã sử dụng hộp chất sắt được dẫn vào trong vườn cây. Hãy để ý vườn cây này là những cây táo. Chúng hấp thụ dưỡng chất sắt qua rễ cây để dẫn đến vào bên trong thần. Nhưng mà cây táo này thì cần phải có ánh sáng để nó quen hợp. Một lượng ánh sáng khủng khiếp để hình thành một trái quỷ nhân tạo thành công. Vườn hoa hướng dương là những mặt trời nhân tạo phát ra những tia sáng yếu ớt chưa đủ nên dẫn đến tỷ lệ thành công chỉ là 10%. Tuy nhiên những trái quỷ thành công lại là một sản phẩm thất bại của tự nhiên, không có được khả năng biến đổi gen theo các dạng như thú, vật chủ và lai. Mà người ăn trái Smile sẽ luôn tồn tại vĩnh viễn ở trạng thái lai. Tuy nhiên thì linh hồn của họ được chia làm hai phần hoặc là chỉ một phần. Một phần người sở hữu trái quỷ, một phần còn lại là của dạng động vật. Hai dạng linh hồn này tranh giành lấy quyền sử dụng cơ thể của nhau và thường xảy ra xung đột. Điển hình như là hầu đầm của băng hải tặc Bạch Thú. Hắn ăn một trái quỷ Smile sư tử. Tính cách của hai phần cơ thể này là hoàn toàn khác biệt nhau, tranh nhau trong các quyết định. Dù thế thì trái Smile vẫn có một số chỉ tồn tại ở một linh hồn của con người, nhưng cơ thể vẫn luôn là dạng lai như Speed. Nhìn chung thì nó vẫn là các sản phẩm cực kỳ lỗi, những trái táo lỗi do quá trình chế tạo trái quỷ không hoàn hảo từ Caesar, khác biệt hoàn toàn so với cách chế tạo trái quỷ của Vegabin. Hãy xem trái quỷ nhân tạo của Vegabin, hình ảnh từ trái quỷ đó vẫn chỉ là một quả táo. Các hồ văn trên quả táo này giống hệt như trái Smile mà Caesar đã sử dụng để tạo ra, chỉ khác về màu sắc của trái quỷ nhân tạo mà thôi. Tuy nhiên nếu đem so sánh với bản thể gốc của trái quỷ Uoonomi, tác giả Oda tiết lộ hình dạng của nó trông rất tuyệt vời với lớp vảy rồng cùng với những xoắn ốc tuyệt đẹp. Nó có đến hai cái cú màu tím chứ không phải là một trái táo. Các bạn đã phát hiện điều gì từ đây hay chưa? Caesar lẫn Vegabin, họ là những nhà khoa học đã nghiên cứu về trái quỷ rất nhiều, nhưng mà loại trái cây họ sử dụng để tạo ra những trái nhân tạo chính là quả táo. Quả táo có một điểm gì đó cực kỳ đặc biệt trong phần còn lại của One Piece mà tác giả Oda chưa từng hé lộ. Nó được khoa học áp dụng để chế tạo trái quỷ. Sự biến đổi của trái quỷ nhân tạo thông qua trái táo chỉ là những cái đốm trên thân quả và màu sắc. Dù vậy thì chúng vẫn giữ nguyên hình dạng ban đầu của trái táo chứ không biến đổi thành một trái giống tự nhiên. Trái Uo nhân tạo mà Monosuke ăn mang đến cho cậu ta sự biến đổi hoàn hảo hơn tất cả trái quỷ khác, những trái quỷ nhân tạo mà Caesar đã tạo ra, giúp Momo biến thành một con rồng tí nị. Thời gian qua 20 năm sau thì đã trở thành một con rồng châu Á trưởng thành với kỹ năng giống bản thể gốc là rồng Kaido. Nhưng Vegabin đã khẳng định nó là một sản phẩm thất bại, không hoàn hảo khi màu sắc không giống với rồng Kaido, trái quỷ tự nhiên tồn tại trong lịch sử. Vậy có phải chăng nếu như khoa học của Vegabin biến đổi từ một trái táo sau khi tác động đến sự biến đổi mã gen của dưỡng chất nuôi trái táo này, biến trái táo này thành một trái quỷ giống hệt thì nó sẽ được gọi là thành công? Một lần nữa các bạn hãy xem lại phần đầu của tiến sĩ Vegabin. Đó là một quả táo bị cắt ra và gắn liền với não bộ của ông ấy. Lại là một quả táo, đến mức Luffy cực kỳ ấn tượng với cái đầu này và gọi Vegabin là ông già táo theo phong cách riêng của cậu ta, như cách gọi anh rìu cho Sentomaru. Vegabin cũng đang một trái quỷ có tên là Nomi, là một trái khuếch đại trí nhớ của não bộ. Nhưng tác dụng phụ của nó là sẽ khiến cho đầu của Vegabin phải to lên bất thường dựa trên lượng kiến thức thu nạp được. Và như đã thấy thời còn trẻ khi gặp Dragon tại Ohara, đầu của Vegabin đã to rất nhiều dựa trên trí thông minh của ông. Khi này Vegabin đã được làm việc cho chính phủ. Nhưng sau đó thì ông đến Elbaf để tiếp thu lượng kiến thức khổng lồ từ kho tàng tại thư viện Ohara chuyển sang Elbaf. Hãy nghĩ xem, với số lượng kiến thức đó thì Vegabin có thể di chuyển với não bộ của mình hay không? Chắc chắn là không thể. Chính vì vậy ông ấy đã nghiên cứu và tạo ra một phương thức chuyển đổi năng lực của trái quỷ, tách nó ra khỏi cơ thể của mình để chuyển sang bên Record, nơi lưu trữ tất cả các thông tin từ não bộ của ông ấy. Bây giờ thì Vegabin và bên Record đã là hai phần tách biệt, không hề liên quan gì đến nhau nữa. Dựa trên chi tiết mà Ngũ Lôi Tinh cho sát thủ tiêu Vegabin cũng đủ hiểu. Ethic là hòn đảo họ đổ rất nhiều tài nguyên vào trong đó, không thể nào thủ tiêu Vegabin để phá bỏ luôn tất cả những tài sản đó khi nó đang kết nối với sinh mệnh của Vegabin. Cho thấy Vegabin có chết đi thì cũng không ảnh hưởng đến Ethic, bên Record vẫn tồn tại với những lượng thông tin lưu trữ ở bên trong đó, nghĩa là trái quỷ này sẽ không được tái sinh. Vậy chẳng phải Vegabin hoàn toàn tách được trái quỷ ra khỏi cơ thể của mình, không dính dáng gì đến bản thể gốc của ông ta nữa hay sao? Điều này có vẻ chúng ta sẽ căn cứ quả táo ở trên đầu của ông ấy, bởi nó chính là thứ đã giúp não bộ của Vegabin tách ra khỏi đầu và thay thế cực kỳ an toàn, giúp não bộ của Vegabin gọn hơn, di chuyển tốt hơn thay vì không thể đi đứng với một chiếc đầu quá khổ. Sự thật thì Vegabin là một thiên tài với những phát minh của mình. Ông ấy đang nghiên cứu về trái quỷ rất nhiều, mà trong đó thì trái táo là một loại trái cây không thể thiếu được tác động đến quá trình tạo ra trái quỷ hay tách trái quỷ ra khỏi cơ thể dựa vào nó. Trái táo là một thứ cực kỳ đặc biệt và liên quan mật thiết đến trái quỷ. Vậy thì có vẻ chúng ta sẽ cần đến một nhân vật khác cũng liên quan đến những trái quỷ, đặc biệt là Zon, cô bé Tama. Kurosumi Tama là cô bé bị ảnh hưởng bởi quá trình cai trị của bầy lũ Orochi và Kaido. Trong quá trình này cô bé đã vô tình ăn một trái quỷ có tên là Kibi Kibi no Mi.
Nó giúp Tama tạo ra các viên Kibi Dango để thuần hóa động vật. Kèm theo đó có luôn cả những người ăn trái quỷ Smile thành công. Và trái Smile dựa trên nhân tố di truyền của động vật, nhưng cơ thể của mỗi người vẫn có được ý chí của con người chứ không hoàn toàn là động vật, nhưng vẫn bị thu phục bởi trái quỷ của Tama. Và đến giờ chưa thể biết được trái quỷ này có thu phục được những kẻ ăn trái quỷ Zon tự nhiên hay không vì chưa xảy ra. Nhưng giả sử trong quá khứ có những kẻ ăn cây Zon và thức tỉnh thất bại, dẫn đến mất kiểm soát như những quái thú Invidal, bị ý chí động vật xâm chiếm, thì chẳng phải trái Kibi này chính là một thiên địch hay sao? Chính xác hơn thì trái Kibi được dùng để thao túng những động vật, trong đó có luôn cả những kẻ ăn trái quỷ Zon. Cũng mức độ thuần phục phải phụ thuộc vào đẳng cấp Haki của kẻ sử dụng trái Zon này có chịu tác động được hay không. Vì sao mình nhắc đến Tama? Tama gắn liền với hình ảnh của quả táo. Cô bé cực kỳ thích ăn táo, theo như cái tiết lộ trong thẻ vài kẹt về mình. Ngoài ra thì Tama còn đưa táo cho rất nhiều người khác như là Luffy hay Squid. Mà dựa trên điều này thì liệu trái Kibi này, hình dạng của nó có phải là một quả táo hay không? Khi mà Tama luôn ăn táo trong suốt quá trình xuất hiện chứ không phải là một cái loại trái cây nào khác, thì có thể trong cơn đói ở quá khứ, cô bé đang một trái táo và vô tình sở hữu năng lực trái quỷ Kibi Kibinomi thuần hóa động vật. Nói cách khác thì trái Kibi này như một phương pháp tác động đến linh hồn của động vật. Cả con người cũng là một động vật và được xếp vào hệ Zon với trái Hito của Chopper. Theo như các tiết lộ về trái quỷ cái linh hồn của nó, và linh hồn đó sẽ tái sinh trở lại trên thế giới, nhập vào một loại trái cây gần đó để hình thành một trái quỷ mới. Mà trái táo lại được dùng để tạo ra những trái quỷ như là Vegapunk hay Sesa sử dụng. Cả trái quỷ của Smiley, trái kỳ nhông là một cái Zon cũng được tái sinh lại bên trong một cái túi chứa đựng những quả táo. Người ta bảo rằng là trái cây ở gần đó, nhưng thực chất thì nó phải là một trái táo mới được, chính xác là một quả táo ở gần đó. Vậy thì chúng ta sẽ cân nhắc đến Rau Đen, hắn đã lấy đi sức mạnh của trái Gura ở Marineford như thế nào. Nếu các bạn xem lại, Dog Hill ở lần đầu tiên xuất hiện là thành viên trong băng Rau Đen mang theo mình một giỏ táo mời Luffy ăn thử. May mắn Luffy đã không ăn chúng táo độc, nhưng nó không phải là vấn đề. Vấn đề ở đây là băng Rau Đen luôn chuẩn bị cho mình những quả táo trong suốt quá trình của họ, hình như cách mà Dog Hill sử dụng để chiêu đùa những người khác vì đó là vật phẩm chủ yếu. Ai cũng thừa biết rằng Rau Đen chuyên đi săn lùng những trái quỷ mạnh mẽ trên toàn thế giới, nên việc chuẩn bị những loại trái cây bên trong người để khi giết một kẻ ăn trái quỷ nào đó sẽ nhận lại được một trái quỷ tái sinh bên trong cái giỏ hàng. Nhưng tại sao lúc Dog Hill thử thách Luffy, ông ta không mang ra một loại trái cây nào khác mà nhất quyết phải là quả táo? Chưa dừng lại, khi mà Zeus Bucket xuất hiện Redosa, hắn ta đã mang một chiếc túi có hình thù kỳ dị, nó không được cho biết chứa đựng thứ gì ở bên trong. Nhưng hắn đã khẳng định rằng nếu mình không lấy được trái Mira từ đấu võ đài thì thôi cướp đại trái quỷ của Luffy cũng được. Nghĩa là hắn vô cùng tự tin rằng khi mà đâm Luffy một dao kết liễu thì trái Gomu đó sẽ được về tay hắn. Đó là trái Gomu tái sinh ở đâu? Dĩ nhiên là bên trong cái túi đó. Cái túi này hắn đã chứa đựng một loại trái cây nào đó để trái quỷ Gomu tái sinh, nhưng một phương án dự phòng khi không đoạt được trái Mira. Và túi đó không chứa trái gì ngoài trái táo nữa cả. Từ các tiết lộ kể trên, khi mà Rau Đen chùm bức màn vào bên trong cơ thể của Rau Trắng, có vẻ như bố già vẫn chưa chút hơi thở cuối cùng và cơ thể vẫn đứng vững một cách hiên ngang, không còn bất cứ sự kháng cự nào. Bức màn đen đó chính là để cho Rau Đen thực hiện một màn kết liễu tứ hoàng Rau Trắng. Và khi đó thì hắn sử dụng một trái táo để chuẩn bị để trái quỷ Gura tái sinh vào bên trong trái táo. Nó là phương thức duy nhất từ trước đến nay được cung cấp để linh hồn một trái quỷ tái sinh. Không có bất cứ một phương pháp nào khác như các giả thuyết ăn tim hay là hấp thụ sức mạnh từ trái Yami. Áp dụng cho giả thuyết của Big Mom, mụ ta ăn trái quỷ của Caramel đầy bất ngờ. Big Mom là một kẻ háo ăn, có thể ăn bất cứ thứ gì tồn tại xung quanh trong cơn ngáo đói mà không bỏ sót. Giả sử Caramel bị Big Mom ăn thịt, thì linh hồn trái quỷ đó sẽ tái sinh ra bên ngoài chứ không phải là tái sinh vào trong cơ thể của Big Mom được. Đừng quên đây là một bữa tiệc và chắc chắn sẽ có quả táo nào đó xung quanh. Dĩ nhiên sự tái sinh là ngay tức thì sau khi Caramel chết và Big Mom đang luôn cái trái quỷ hình thành từ trái táo đó để sở hữu sức mạnh từ trái Soro Soronomi là một cái điều hiển nhiên. Hy vọng với các tiết lộ này từ mình, từ quả táo độc nhất trong One Piece sẽ khiến các bạn cảm thấy phấn khích. Còn chuyện vì sao Rau Đen ăn được quả táo đó để sở hữu một lúc hai năng lực thì có vẻ chúng ta sẽ cần chờ thêm ở video sau.